Chương trình thời sự buổi tối của Vietface TV được bảo trợ bởi Yamada Resort and Casino at San Manuel. Hạt mầm gạo lứt Bio Emachu, bạn đang khổ sở vì bệnh tật đau yếu hay chỉ muốn cải thiện sức khỏe được tốt hơn? Bio Emachu là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Mọi chi tiết xin liên lạc về công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình tin tức của đài Vietface TV cùng với phần trình bày của Thanh Thảo trong buổi phát hình ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024. Sau đây là phần lược qua vài tin chính trong ngày. CDC báo cáo số trường hợp sốt xuất huyết cao nhất tại Hoa Kỳ được ghi nhận. 300 sản phẩm cà phê đóng hộp Snapchat bị thu hồi ở Mỹ do lo ngại về ngộ độc. Các trường hợp cấp cứu vì những bệnh liên quan đến nhiệt tăng đột ngột. Lũ lụt ở vùng Trung Tây khiến cho 2 người chết và gây nguy hiểm cho vô số người khác ở Mỹ. Doanh số bán nhà mới tại Hoa Kỳ giảm mạnh bất ngờ vào tháng 5. Một ngôi nhà rơi xuống sông sau khi đập Rapidan bị vỡ một phần tại Minnesota. Đó là vài tin chính trong ngày. Ngay sau đây là phần đầu của phần tin chi tiết. CDC báo cáo số trường hợp sốt xuất huyết cao nhất tại Mỹ từng được ghi nhận. Sự gia tăng gần đây các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tại Hoa Kỳ được CDC báo cáo đã làm nổi bật mối lo ngại mới về sức khỏe. Với 745 trường hợp mắc bệnh trong năm nay, mức cao nhất từng được ghi nhận, căn bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến những du khách trở về từ những khu vực có sốt xuất huyết lưu hành. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đã khiến cho Hoa Kỳ trở nên thân thiện hơn với muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, dẫn đến các trường hợp lây truyền tại địa phương ở các tiểu bang như Florida, Texas, Hawaii, Arizona và California, cũng như là các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ bao gồm quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và Samoa thuộc Hoa Kỳ. Puerto Rico hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vì số trường hợp ca bệnh tăng cao. Các quan chức y tế đang kêu gọi bác sĩ cảnh giác với những triệu chứng sốt xuất huyết ở những bệnh nhân có tiền sử đi lại gần đây. Trong khi hầu hết mọi người đều hồi phục nhờ liệu pháp hỗ trợ, sốt xuất huyết không được điều trị có tỷ lệ tử vong là 13%. Mặc dù có thuốc chích ngừa nhưng hiện nay không còn được sản xuất vì nhu cầu không cao và cũng không có phương pháp điều trị cụ thể nào cho căn bệnh này. Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng, mọi người nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa mũi đốt, chẳng hạn như sử dụng thuốc chống côn trùng, mặc quần áo dài tay dài chân bảo vệ và loại bỏ tất cả nước đọng nơi muỗi có thể sinh sản. Julian Assange đã đáp được xuống Canberra nước Úc với tư cách là một người tự do. Julian Assange là người sáng lập WikiLeaks đã trở lại Canberra, thủ đô nước Úc sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Saipan. Đây là lần đầu tiên mà ông trở lại Úc sau 12 năm. Assange đã chính thức nhận tội tại một tòa án ở Mỹ có trụ sở ở quần đảo Bắc Mariana. Luật sư của ông tận dụng cơ hội này để nhắc lại lập trường của họ, rằng Assange không bao giờ nên bị bỏ tù. Assange đã nhận tội âm mưu bất hợp pháp nhằm thu thập và phát tán thông tin bí mật. Và đây là một phần trong một trong những vụ vi phạm tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ. Gần 300 sản phẩm cà phê đóng hộp Snapchat bị thu hồi tại Mỹ do lo ngại về ngộ độc. Snapchat đã ban hành lệnh thu hồi tự nguyện gần 300 sản phẩm cà phê đóng hộp tại Hoa Kỳ vì lo ngại về khả năng nhiễm độc tố botulinum. Lệnh thu hồi này ảnh hưởng đến các sản phẩm được phân phối thông qua các lò rang cà phê, cửa hàng bán lẻ cũng như trang web của công ty. Mặc dù không có báo cáo nào về bệnh tật hoặc là các trường hợp nhiễm độc được xác nhận, lệnh thu hồi được đưa ra sau thông báo của FDA cho biết Snapchat đã không nộp những thông tin chi tiết cần thiết về quy trình sản xuất của mình, là một bước quan trọng để ngăn chặn sự phát triển của độc tố botulinum. Bệnh ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum gây ra là một căn bệnh hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong. Snapchat đang hành động nhanh chóng để thông báo cho khách hàng và giải quyết vấn đề này. Họ khuyến cáo rằng người tiêu dùng có sản phẩm bị thu hồi nên tiêu hủy hoặc là trả lại các tiệm để được hoàn tiền. Công ty đã xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào trong lo ngại do lệnh thu hồi gây ra và đang nỗ lực khắc phục tình hình một cách kịp thời. Các trường hợp cấp cứu vì những bệnh liên quan đến nhiệt tăng đột ngột. Sự gia tăng đột ngột các trường hợp cấp cứu vì các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao làm nổi bật vấn đề quan trọng của các khu vực không quen với nhiệt độ cao đang phải vật lộn để đối phó.
Theo trung tâm CDC, các bệnh viện ở hơn 20 tiểu bang, đặc biệt là ở Đông Bắc, Trung Đại Tây Dương, Trung Tây và Tây Cao Nguyên Hoa Kỳ, đang phải đối mặt với sự gia tăng bệnh nhân cấp cứu liên quan đến nhiệt độ cao. Mặc dù miền Nam và miền Tây Nam Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiệt độ ở mức 90 độ F trở lên, những khu vực thường thường mát mẻ này đang chứng kiến nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt độ cao hơn vì họ ít được trang bị để giải quyết và đối phó với nhiệt độ cao như vậy. Các yếu tố, chẳng hạn thiếu máy điều hòa không khí rộng rãi và khả năng thích nghi với nhiệt độ thấp hơn của người dân đóng vai trò rất quan trọng. Giới chức y tế đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc quan trọng các mối đe dọa do nhiệt độ cao, lưu ý rằng sóng nhiệt trung bình gây tử vong nhiều hơn bất cứ một hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nào khác. Cảnh sát California truy tìm nghi phạm đốt mobile home. Cảnh sát California đang truy tìm người đàn ông mà họ cho là cố ý đốt một nhà di động mobile home khiến cho 3 người thiệt mạng. 2 trong số các nạn nhân là trẻ em. Cảnh sát cho rằng vụ hỏa hoạn này là do một người đàn ông tên là Jose Carmona cố ý gây ra. Lúc gần 7 giờ sáng ngày thứ Ba 25 tháng 6 giờ địa phương, trong khi một phụ nữ và 2 trẻ em đang ngủ, cảnh sát Stockton tin rằng Jose Carmona đã đốt cháy chiếc xe kéo nhà di động đậu ở sân sau. Cảnh sát Stockton công bố hình của Carmona với hy vọng cộng đồng sẽ chú ý đến nghi can bị truy nã vì tội đốt nhà và tội giết người. Cảnh sát Stockton cho biết nghi phạm và các nạn nhân quen biết nhau nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Số lượng di dân bị bắt giữ tại biên giới phía Nam Hoa Kỳ giảm hơn 40% kể từ khi lệnh hành pháp của Tổng thống Biden có hiệu lực. Bộ An ninh Nội địa, tức là DHS, báo cáo rằng tình trạng bắt giữ người di cư tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico đã giảm hơn 40% sau sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Biden ban hành cách đây 3 tuần lễ. Lệnh này cấm những người di cư vượt biên giới Hoa Kỳ-Mexico bất hợp pháp xin tị nạn sau khi đạt đến ngưỡng hàng ngày. Trừ khi nào họ đáp ứng được một số trường hợp ngoại lệ nhất định thì họ có thể bị trả về Mexico hoặc là quốc gia gốc của họ. Kể từ khi lệnh này được ban hành thì Bộ An ninh Nội địa cho biết số lượng người di cư bị bắt giữ trung bình trong 7 ngày đã giảm xuống dưới 2.400 người mỗi ngày. Hôm thứ Hai ngày 24 tháng 6, cơ quan biên phòng đã bắt giữ 1.600 người di cư dọc theo biên giới phía Nam, theo một nguồn tin quen thuộc với dữ liệu. Các quan chức hành chính cao cấp cho biết sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi nào mức trung bình hàng ngày ít hơn 1.500 cuộc chạm trán giữa các cửa khẩu nhập cảnh vào nước Mỹ. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ trở thành Tổng thư ký NATO tiếp theo. Thủ tướng Hà Lan ông Mark Rutte sẽ trở thành Tổng thư ký NATO tiếp theo. Đó là theo NATO thông báo. Ông sẽ đảm nhiệm vị trí này vào ngày 1 tháng 10 năm nay, kế nhiệm ông Jens Stoltenberg, người có nhiệm kỳ 10 năm sắp kết thúc. Ông Rutte đã bày tỏ rằng việc bổ nhiệm này là một vinh dự to lớn mà ông không coi nhẹ. Với tư cách là Tổng thư ký NATO, ông Rutte sẽ chủ trì tất cả các ủy ban chính của NATO, đóng vai trò là người phát ngôn chính của Liên minh và đứng đầu đội ngũ nhân viên quốc tế của tổ chức này. Jens Stoltenberg hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Rutte và mô tả ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và là người xây dựng sự đồng thuận. Tổng thống Biden không có kế hoạch tiết lộ bất cứ chính sách hoặc là nhân sự mới nào tại cuộc tranh luận. Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch giới thiệu bất cứ một chính sách hoặc là thông báo nhân sự mới nào tại cuộc tranh luận sắp tới của đài CNN. Thay vào đó, ông sẽ tập trung chỉ trích người tiền nhiệm của mình là cựu Tổng thống Trump, miêu tả ông ta là người không có đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ và cũng không xứng đáng đại diện cho Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Điều này đánh dấu sự thay đổi so với cách tiếp cận của ông Biden trong các cuộc tranh luận sơ bộ của chu kỳ bầu cử trước. Trong cuộc tranh luận hồi tháng 3 năm 2020 với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Tổng thống Biden đã tạo ra tác động đáng kể khi cam kết đề cử một phụ nữ làm phó tổng thống. Hiện nay, Đảng Dân Chủ vẫn đang xây dựng nền tảng của họ cho cuộc bầu cử năm 2024. Có khả năng ông Biden sẽ nêu bật những chính sách và nhân sự trong các cuộc tranh luận sau này, với cuộc tranh luận tiếp theo được hoạch định là vào tháng 9, khi mà cử tri có thể tập trung nhiều hơn vào các vấn đề liên quan đến quốc hội, kinh tế cũng như là Hoa Kỳ nói chung. Nga bắt đầu phiên tòa xét xử phóng viên Hoa Kỳ Ivan Gershkovich về tội gián điệp. Ivan Gershkovich là một phóng viên Hoa Kỳ của tờ báo Wall Street Journal đã bắt đầu phiên tòa xét xử tội gián điệp của mình tại Nga. Phiên tòa được tổ chức sau cánh cửa đóng kín và cho phép truyền thông có mặt trong thời gian ngắn trước khi bắt đầu. Trong đó, Gershkovich có vẻ khỏe mạnh trong một phòng giam bằng kính. Không có phóng viên, bạn bè, thành viên gia đình hay là nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ nào được phép tham dự phiên tòa. Gershkovich, 32 tuổi, đã bị giam giữ tại Moscow vào tháng 3 năm ngoái và bị buộc tội gián điệp. Nga tuyên bố anh ta đã hành động theo chỉ thị của CIA để thu thập thông tin quân sự và quốc phòng bí mật. Những cáo buộc này đã bị Gershkovich, công ty của anh ta cũng như chính phủ Hoa Kỳ phủ nhận. Đây là trường hợp đầu tiên mà một nhà báo bị bắt vì những cáo buộc giống như vậy kể từ sau cuộc chiến tranh lạnh.
Nếu như bị kết tội, Gershkovich phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù giam. Phiên tòa được dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Cơ quan không gian châu Âu đang thử nghiệm vật liệu tìm thấy trong không gian. Cơ quan không gian châu Âu viết tắt là ESA đang sử dụng bụi thiên thạch để in 3D gạch để xây dựng nơi trú ẩn cho phi hành gia trên mặt trăng. Cách tiếp cận sáng tạo này là một phần trong nỗ lực của cơ quan ESA nhằm tạo ra những công trình sống bền vững trong không gian. Những viên gạch không gian trông giống như là gạch Lego, được thiết kế cho các nơi trú ẩn cho phi hành gia quy mô nhỏ. Những viên gạch không gian này hiện nay đang được trưng bày tại một số cửa hàng Lego trên toàn thế giới, bao gồm cả các địa điểm ở Hoa Kỳ. Chúng ta có thể thấy các khối không gian ESA tại các địa điểm Lego như Disneyland California, Disney Springs của Florida, Water Tower Place của Chicago, Fifth Avenue của New York, Mall of America của Minnesota. Trưng bày sẽ có sẵn cho đến hết tháng 9 năm nay. Đội cứu nạn tìm kiếm thiếu niên mất tích tại sông American tại Rancho Cordova, California. Tại quận Sacramento, California, đội cứu nạn đã tìm kiếm một thiếu niên mất tích sau khi bị chìm dưới nước trên sông American. Sông American là điểm đến mùa hè phổ biến cho các gia đình. Joan Grace là một du khách thường xuyên đến Clay Banks đã chứng kiến những đội cứu nạn trên mặt nước hành động. Sự việc liên quan đến một thiếu niên và một người đàn ông 25 tuổi, cả hai đều đã bị rơi xuống nước. Trong khi người thanh niên 25 tuổi đã được cứu và hiện nay đang hồi phục trong bệnh viện, thì cuộc tìm kiếm thiếu niên vẫn còn tiếp diễn. Đội trưởng Mark Nunez của Sở Cứu hỏa Sacramento Metro xác nhận rằng đây là vụ chết đuối thứ nhì xảy ra tại Clay Banks trong năm nay. Các cảnh sát viên và phó của Sở Cảnh sát trưởng Sacramento đã được nhìn thấy phân phát áo phao đặc biệt là cho trẻ em như một phần trong nỗ lực tăng cường sự bảo đảm an toàn dưới nước. Cuộc tìm kiếm đã chuyển thành nhiệm vụ cứu nạn và nêu bật tầm quan trọng của an toàn dưới nước cũng như việc phải sử dụng áo phao khi nào xuống nước đối với trẻ em. Cơ OpenAI hoãn ra mắt tính năng trợ lý giọng nói do phải kiểm tra tính an toàn. OpenAI đang thực hiện những biện pháp phòng ngừa để bảo đảm tính năng trợ lý giọng nói mới của họ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Điều quan trọng là các hệ thống AI, tức là trí tuệ nhân tạo, phải được trang bị để giải quyết nội dung một cách có trách nhiệm. Việc theo dõi những diễn biến này chắc chắn rất quan trọng đối với bất cứ ai theo dõi những tiến bộ của trí tuệ nhân tạo, tức là AI. OpenAI ban đầu dự định sẽ phát hành tính năng trợ lý giọng nói trong tháng 6 năm 2024. Nhưng hôm thứ Ba, 25 tháng 6, họ đã thông báo là hoãn lại việc phát hành rộng rãi cho đến mùa thu. OpenAI muốn có thêm thời gian để bảo đảm AI có thể xác định được và chặn hiệu quả nội dung không phù hợp. Điều này cho thấy tầm quan trọng của các biện pháp an toàn trong quá trình phát triển AI, đặc biệt là khi nhắc đến những tính năng như là trợ lý giọng nói có khả năng bị sử dụng sai mục đích. Nhà hàng làng Olympic Paris 2024 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ăn kiêng của các lực sĩ. Nhà hàng làng Olympic Paris 2024 được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ăn kiêng của các lực sĩ trên toàn thế giới. Hơn 500 món ăn được cung cấp, bao gồm 1/3 là các lựa chọn từ thực vật, moussaka, thịt cừu và các món ăn cổ điển của Pháp. Các món ăn bao gồm châu Á, Afro-Caribbean, Pháp, Trung Đông và Halal. Thức ăn kosher cũng có sẵn theo yêu cầu. Các món ăn được thiết kế để thúc đẩy hiệu suất của vận động viên. Những cái ly tái sử dụng thay thế chai nhựa và các hoạt động có ý thức bảo vệ môi trường cũng giúp giảm thiểu chất thải. Người ta cho biết là khu vực này không được dùng máy chiên ngập dầu bởi vì lý do an toàn, cũng như không có dịch vụ phục vụ thức uống có cồn. Cơ quan FCC giải quyết vi phạm về sự việc mất điện thoại 911 của Verizon với số tiền hơn 1 triệu Mỹ Kim. Ủy ban truyền thông liên bang viết tắt là FCC đã đạt được thỏa thuận để giải quyết 1 triệu Mỹ Kim với công ty Verizon về sự việc mất điện thoại 911 tại 6 tiểu bang. Sự việc xảy ra hồi tháng 12 năm 2022, ảnh hưởng đến các tiểu bang Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina và Tennessee. Verizon đã đồng ý trả khoản tiền phạt dân sự 1 triệu Mỹ Kim để giải quyết cuộc điều tra về sự việc cúp điện thoại 911 ảnh hưởng đến khách hàng của Verizon tại 6 tiểu bang kể trên vào tháng 12 năm 2022. Sự gián đoạn này kéo dài trong 1 giờ 40 phút. Trong thời gian đó, nhiều người không thể nào liên lạc được với các dịch vụ khẩn cấp. Và đây cũng không phải là sự việc riêng lẻ bởi vì FCC cho biết Verizon đã từng gặp sự việc gián đoạn tương tự mới 2 tháng trước đó. FCC coi hành vi vi phạm những quy tắc dịch vụ 911 là rất nghiêm trọng bởi vì việc tiếp cận đáng tin cậy với các dịch vụ khẩn cấp là điều cần thiết. Khoản tiền phạt 1 triệu Mỹ Kim này gửi một thông điệp đến Verizon và các nhà
viễn thông khác rằng họ cần phải thực hiện những bước để bảo đảm mạng lưới của mình có thể cung cấp những cuộc gọi 911 một cách đáng tin cậy. Phiên tòa xét xử gian lận hình sự của Steve Bannon tại New York sẽ có một thẩm phán mới. Phiên tòa xét xử gian lận hình sự của Steve Bannon tại New York sẽ không còn được giám sát bởi thẩm phán chủ trì phiên tòa xét xử tiền biệt miệng của ông Trump. Cựu cố vấn của Donald Trump là Steve Bannon sẽ có một thẩm phán mới giám sát phiên tòa xét xử gian lận hình sự sắp tới của ông ta ở New York. Ông Bannon bị cáo buộc lừa đảo các nhà tài trợ cho một chiến dịch gây quỹ cho bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Vụ án sẽ không còn được giám sát bởi thẩm phán Juan Merchan, là thẩm phán chủ trì phiên tòa xét xử tiền biệt miệng của ông Trump. Nhóm pháp lý của ông Bannon đã biết hôm thứ Sáu tuần trước. Thẩm phán April Neubauer sẽ đã được điều động để đến chủ trì vụ án. Ông Bannon dự kiến là sẽ ra hầu tòa ngày 23 tháng 7. Theo văn phòng quản lý tòa án, thẩm phán Merchan không bị cách chức, nhưng ông có sự mâu thuẫn. Ông Bannon sẽ phải đến nhà tù tại Danbury, Connecticut vào ngày thứ Hai vì bất chấp lệnh triệu tập của Quốc hội cho một vụ án riêng biệt, trừ khi nào tòa án tối cao can thiệp. Hoạt động khinh khí cầu thông minh do một người đào tổ Bắc Hàn điều hành. Bản tin mô tả sự căng thẳng giữa Bắc và Nam Hàn liên quan đến việc thả khinh khí cầu qua biên giới. Bắc Hàn đã gửi 350 bong bóng rác thải đến Nam Hàn. Những quả bóng này có thể được Nam Hàn coi là tuyên truyền hoặc là gây phiền nhiễu. Trong khi đó, chiến dịch bong bóng thông minh của Nam Hàn do một người đào tổ Bắc Hàn tên là Choi điều hành, ông giấu danh tính vì lý do an toàn. Phóng những quả bong bóng mang theo truyền đơn về cuộc sống ở Nam Hàn, khinh khí cầu được trang bị bộ phận thả tải trọng tự động hoặc là do một nhóm điều khiển và GPS theo dõi. Ông Choi được thúc đẩy bởi gia đình của ông vẫn còn ở Bắc Hàn. Ông tự chế tạo những quả bóng, sử dụng các bộ phận như là 3D. Cả hai bên đều coi những quả bóng của bên kia là phiền toái và có những lời kêu gọi hãy dừng cuộc trả đũa bong bóng này. Lũ lụt ở vùng Trung Tây, Hoa Kỳ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và gây nguy hiểm cho vô số người khác. Ít nhất có 2 người đã tử vong và nhiều người đang gặp nguy hiểm do lũ lụt nghiêm trọng trên khắp vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Đập Rapidan là một con đập ở quận Blue Earth, Minnesota, được xây dựng vào đầu thập niên 1900, có nguy cơ bị vỡ. Việc đập vỡ có thể đe dọa nhà cửa và doanh nghiệp, bao gồm một căn nhà gia đình và doanh nghiệp do Jenny Barnes làm chủ. Chính quyền đã tuyên bố đập Rapidan đang trong tình trạng sắp vỡ. Nước chảy xiết đã làm xói mòn nền móng của các tòa nhà gần con đập, bao gồm cả nhà của gia đình Barnes. Chính quyền địa phương đã thông báo cho cư dân hạ lưu của dòng sông về tình trạng nguy cấp của con đập. Lưu lượng nước đạt mức đỉnh vào ngày thứ Hai 24 tháng 6 và đã giảm nhẹ kể từ đó. Lượng mưa lớn khiến cho cây cối tích tụ làm tắc nghẽn đập. Không còn nơi nào khác để thoát, nước bắt đầu tràn qua và xói mòn phía tây của con đập và đe dọa các công trình gần đó. Người dân sống gần đập đang hy vọng điều tốt nhất nhưng cũng chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Tối qua, Pháp viện Oklahoma chặn việc thành lập trường đặc quyền tôn giáo đầu tiên được tài trợ công khai. Tòa án tối cao Oklahoma đã chặn việc thành lập trường đặc quyền tôn giáo đầu tiên đã được tài trợ công khai ở Mỹ. Tòa án phán quyết rằng hợp đồng giữa tiểu bang và St. Isidore là một trường công giáo ảo đã vi phạm luật tiểu bang và hiến pháp Oklahoma. Các trường đặc quyền được coi là trường công lập và phải thế tục. Việc tài trợ cho một trường đặc quyền tôn giáo sẽ vi phạm sự tách biệt giữa nhà thờ và chính phủ. Bộ trưởng Tư pháp Oklahoma đã khen ngợi quyết định này và tin rằng nó bảo vệ quyền tự do tôn giáo bằng cách ngăn chặn chính phủ tài trợ cho tôn giáo. Những người ủng hộ trường học thì tỏ ra bực tức bởi vì tòa án đang hạn chế những lựa chọn giáo dục cho các gia đình. Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ ủng hộ quyết định này và nhấn mạnh rằng các trường đặc quyền phải thế tục và phải phục vụ tất cả học sinh. Doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ giảm mạnh bất ngờ trong tháng trước. Doanh số bán nhà mới xây giảm trong tháng trước vì lãi suất nợ nhà vẫn ở mức cao. Chính phủ liên bang đã báo cáo rằng doanh số bán nhà mới giảm 11.3% trong tháng 5 so với tháng 4, xuống mức thấp nhất hơn dự kiến là 619.000 căn nhà. Đây là mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 9 của năm 2022 và đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, lãi suất nợ nhà tăng vọt lên mức cao nhất trong năm vào đầu tháng 5 và có xu hướng giảm. Chi phí vay nợ nhà dự kiến sẽ giảm trong năm nay nhưng không nhiều. Lưu ý là doanh số bán nhà mới chỉ chiếm vào khoảng 10% thị trường. Một ngôi nhà rơi xuống sông Blue Earth sau khi đập Rapidan vỡ một phần ở Minnesota. Con đập Rapidan ở Minnesota đã bị vỡ một phần, làm cho một căn nhà rơi xuống sông Blue Earth. Một cậu bé 11 tuổi đã ghi lại đoạn video rất là đầy kịch tính này. Ngôi nhà thuộc về chủ sở hữu của cửa hàng đập Rapidan, nhưng may mắn thay không có ai ở nhà vào thời điểm đó. Gia đình sống tại đó đã được di tản.
Với trận lũ lịch sử của Minnesota, mặt đất ở bên dưới ngôi nhà đã bị xói mòn vì nước tràn vào con đập 114 năm tuổi. Con đập này đã bị vỡ một phần hôm thứ Hai 24 tháng 6 và dẫn đến tình trạng xói mòn lớn. Những người bạn của gia đình mất nhà đã lập ra một quỹ để giúp đỡ cho họ trên Facebook. Họ sở hữu và điều hành cửa hàng đập Rabidan, nổi tiếng với món mà người dân địa phương gọi là bánh đập tự làm tuyệt vời. Mọi người cũng có thể quyên góp tại ngân hàng Minnesota Star ở Mankato cho tài khoản gia đình Huruska. Thành phố Seattle và cảnh sát phải trả cho 4 người biểu tình vẽ bậy 680.000 Mỹ kim. Đây là một trường hợp đáng chú ý về quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình. Những người biểu tình được trao tiền. Một bộ thẩm đoàn liên bang đã trao 680.000 Mỹ kim cho 4 người biểu tình tại Seattle, tiểu bang Washington. Những người biểu tình này bị bắt vào năm 2021 vì viết tin nhắn bằng phấn cho một cuộc biểu tình. Bộ thẩm đoàn nhận thấy cảnh sát đã vi phạm quyền hiến định của người biểu tình khi bắt giữ họ. Vụ kiện tuyên bố rằng vụ bắt giữ là hành động trả thù cho các tin nhắn chỉ trích cảnh sát. Những vụ bắt giữ xảy ra trong thời kỳ đại dịch COVID-19 khi có quy định cấm bắt giữ người bởi vì những tội nhẹ để tránh tình trạng quá tải trong các nhà tù. Luật sư của những người biểu tình lập luận rằng cảnh sát đã sử dụng sai một ngoại lệ đối với quy định. Vụ kiện dẫn đến lệnh cấm tạm thời, cảnh sát Seattle bắt giữ người vì tội vẽ bậy, nhưng một tòa án cấp cao hơn đã lật ngược quyết định đó. Luật sư của những người biểu tình có kế hoạch yêu cầu tòa án khôi phục lệnh cấm bắt giữ vì tội vẽ bậy. Vụ án này nêu bật cuộc tranh luận đang diễn ra về quyền tự do ngôn luận và cách mà cảnh sát phản ứng với các cuộc biểu tình. Tòa án tối cao ra phán quyết có lợi cho cựu thị trưởng Indiana bị cáo buộc nhận hối lộ. Tòa án tối cao đã lật ngược bản án hối lộ của một cựu thị trưởng Indiana cho một quyết định được coi là làm suy yếu luật chống tham nhũng công khai. James Snyder là cựu thị trưởng Portage, Indiana, đã bị kết tội nhận 13.000 Mỹ Kim từ một công ty vận tải sau khi công ty này giành được hợp đồng với thành phố. Snyder lập luận rằng số tiền đó là tiền thưởng chứ không phải là tiền hối lộ. Trong một quyết định chia rẽ, tòa án tối cao đã đồng ý với Snyder. Thẩm phán Brett Kavanaugh đã viết ý kiến đa số bày tỏ lo ngại rằng định nghĩa rộng hơn về hối lộ có thể nhắm vào các quan chức địa phương một cách không công bằng. Những người chỉ trích thì lập luận rằng quyết định này khiến cho việc truy tố tham nhũng công khai trở nên khó khăn hơn. Cảnh sát Melbourne, Florida bắn nghi can sau cuộc đối đầu tại khu chung cư. Một sự việc căng thẳng tại Melbourne, Florida đã xảy ra sáng nay thứ Tư 26 tháng 6 sau khi có một báo cáo về một tay súng đang hoạt động tại một khu chung cư gần phi trường quốc tế Melbourne ở Orlando. Theo các bản tin, có một cuộc đấu súng khi cảnh sát đến hiện trường. Một số phát súng đã được cho là nhắm vào các sĩ quan cảnh sát. Sau cuộc đối đầu, thì cảnh sát đã bao vây căn nhà và bắt giữ được nghi can sau khi anh ta bị bắn nhiều phát. Hiện nay vẫn chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của nghi can hoặc là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Một thuyền buồm chở 118 di dân Haiti bao gồm cả phụ nữ và trẻ em cập cảng Key West. Một chiếc thuyền buồm chở theo 118 người di cư Haiti bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã cập cảng Key West ở Florida sáng thứ Tư ngày 26 tháng 6. Cảnh sát Key West cho biết 118 di dân này bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã ở trên một chiếc thuyền buồm dài 40 feet mắc cạn ngoài khơi bãi biển. Họ được cho là đã lênh đênh trên biển trong vào khoảng 7 ngày. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo hoặc là thương tích nghiêm trọng. Nhưng những người ứng phó khẩn cấp đã điều trị tình trạng mất nước cho một số người di cư. Những người di cư đã được đưa bằng xe buýt đến Marathon, Florida để được biên phòng Hoa Kỳ giải quyết. Và sau cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ hôm thứ Tư khi giới đầu tư đánh giá lượng cổ phiếu của họ sau nửa đầu năm 2024 bùng nổ, dẫn đầu bởi các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu của Amazon tăng 3.9% dẫn đến đà tăng của Nasdaq, cổ phiếu đạt mức cao nhất cho mọi thời đại và lần đầu tiên đạt giá trị thị trường là 2.000 tỷ Mỹ Kim hôm thứ Tư 26 tháng 6 cùng với Nvidia, Apple, Alphabet và Microsoft trong việc đạt được những cột mốc quan trọng. Ngoài các tên tuổi công nghệ lớn thì thị trường hầu như trầm lắng khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát mới vào ngày thứ Sáu tuần này với việc công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng của tháng 5. Quỹ Dự trữ Liên bang đang theo dõi chặt chẽ thước đo này và các nhà đầu tư hy vọng rằng Ngân hàng Trung ương sẽ hạ lãi suất vào một thời điểm nào đó vào cuối năm nay nếu như mức tăng giá tiếp tục ở mức vừa phải. Chỉ số Nasdaq được dự kiến sẽ đạt mức tăng 18.6% trong nửa đầu năm 2024 nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu Nvidia. Hầu hết các cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 đều giảm hôm thứ Tư, nhưng có một số điểm nổi bật tích cực trên thị trường. Chẳng hạn, FedEx tăng 15.5% sau khi công bố kết quả tài chính quý thứ Tư tốt hơn mong đợi.
cổ phiếu Rivian Automotive tăng vọt 23.2% sau khi Volkswagen Group cho biết sẽ đầu tư tới 5 tỷ Mỹ Kim vào hãng xe điện Rivian. Các chỉ số chứng khoán ở thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones tăng 15.64 điểm, tương đương với 0.04%, kết thúc ở mức 39.127.80. Chỉ số S&P 500 tăng 8.60 điểm, tương đương với 0.16%, kết thúc ở mức 5.477.90. Chỉ số Nasdaq tăng 87.50 điểm, tương đương với 0.49%, kết thúc ở mức 17.805.16. Giá vàng giảm 21 Mỹ Kim, tương đương với 0.90%, đóng cửa ở mức 2.309.80 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô giảm 17 xu, tương đương với 0.21%, và đóng cửa ở mức 80.66 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, phần tin về thị trường chứng khoán vừa qua đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp ngày hôm nay của Đài Việt Phết TV với phần trình bày của Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình thời sự buổi tối của Việt Face TV được bảo trợ bởi hãng mầm gạo lứt Bio Emachu. Bạn đang khổ sở vì bệnh tật đau yếu hay chỉ muốn cải thiện sức khỏe được tốt hơn? Bio Emachu là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Mọi chi tiết xin liên lạc về công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Yamada Resort and Casino at San Manuel. Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên? Bio Emachu là sự lựa chọn chính xác nhất cho bạn. Những bệnh tật đó đều do năng lượng tế bào suy yếu mà ra. Bio Emachu giúp tăng cường sức khỏe năng lượng tế bào, thay thế những tế bào già cỗi bằng cách tạo ra những tế bào mới khỏe mạnh hơn. Bio Emachu với công thức độc đáo kết hợp từ hai nền y học cổ truyền Thái Lan và y học hiện đại. Bio Emachu, sự lựa chọn thông minh cho một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Mọi chi tiết liên lạc về công ty Brum ở số 1-800-338-4121.